tất cả quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một đầu bếp rất là quen thuộc và sẽ đem đến một món ăn cũng rất là quen thuộc luôn. Ủa, em định nói là cũng rất là ngon, sao thế là quen thuộc được? Anh Huy không biết đâu. Anh đùa chút xíu cho vui thôi. Thực ra anh sẽ giới thiệu cho Minh Châu cũng như quý vị khán giả một món ăn rất quen thuộc, kết hợp những cái nguyên liệu thông thường hàng ngày nhưng với một gia vị hết sức đặc biệt, làm cho món ăn này thêm phần hấp dẫn và mới lạ đó. Ồ, không biết là cái nguyên liệu quen thuộc mà anh Huy đang nói là nguyên liệu gì ta? Nguyên liệu quen thuộc như là đậu que nè và thịt heo. Đậu que và thịt heo. Vậy thì còn cái loại gia vị kỳ diệu nào làm nên sự mới lạ của món ăn? Đó là... À mà thôi, bí mật đi. Để biết cái nguyên liệu, cái gia vị gì mà đặc biệt cho ngày hôm nay thì xin mời quý vị và Minh Châu hãy cùng nhau theo dõi thật kỹ món đậu que xào thịt heo. Để chế biến món này thì chúng ta cần có khoảng 200g đậu que, 50g cà rốt, hành lá ngò rí, 100g thịt nạc dăm, tỏi băm, một số gia vị thông dụng và không thể thiếu sốt mayonnaise aji mayo. Em phát hiện rồi nha, có phải cái loại gia vị diệu kỳ mà anh nói là sốt mayonnaise aji mayo không? Chính xác rồi, Minh Châu rất là tinh ý. Để chế biến món này được ngon và mới lạ hơn thì chúng ta sẽ sử dụng sốt mayonnaise aji mayo. Thịt nạc dăm này chúng ta sẽ cắt nhỏ để ướp cho thấm gia vị trước khi chế biến. Chúng ta sẽ cắt lát mỏng mỏng ra như thế này là được rồi đó Minh Châu. Dạ. Chúng ta sẽ lần lượt ướp 1/2 muỗng hạt nêm aji ngon, một chút xíu tiêu và một chút xíu tỏi băm. Như vậy là được rồi, trộn đều lên. Đậu que sau khi chúng ta mua về lặt bỏ bớt cái phần xơ. Cà rốt thì chúng ta sẽ cắt có kích cỡ bằng đậu que. Dạ. Nếu như mà các nguyên liệu đều nhau hết thì một khi mà mình xào thì sẽ rất là nhanh chín và nó đều với nhau đúng không anh? Chính đều xác rồi. Hành và ngò rí chúng ta sẽ cắt nhỏ luôn. Quý vị khán giả thấy chưa? Chúng ta sẽ sơ chế rất là nhanh và gọn nữa. Và công đoạn tiếp theo chỉ còn mở lửa lên để bắt một cái chảo xào món này là được rồi. Dạ. Em mở lửa lên cho anh nha. Bây giờ thì chảo cũng đã bắt đầu nóng rồi. Anh sẽ cho một ít dầu vô nè. Em tráng đều chảo cho anh. Anh sẽ cho một ít tỏi vô, phi thơm lên. Tỏi bắt đầu lên mùi thơm rồi nè. Dạ. Khi tỏi đã thơm rồi thì công việc đầu tiên chúng ta là cho củ quả hay là thịt vô trước? Chắc phải cho củ quả phải không anh? Không đâu Minh Châu à. Thích đùa vui phải không? Đầu tiên là chúng ta phải cho thịt vô xào cho săn trước chứ. Anh Huy thử em thì em thử ngược lại anh Huy có sao đâu. Rồi bây giờ thịt nè phải xào săn cho thơm lên nè. Dạ. Sau đó chúng ta sẽ kết hợp rau củ quả vô luôn. Nhưng mà anh sẽ cho thêm một ít nước vô để nó tăng thêm cái độ nóng cho rau củ mau chín. Dạ. Sau khi xào thịt săn lại, quý vị nhớ cho khoảng 4 muỗng canh nước vào nhé. 4 muỗng canh nước thì chắc tầm khoảng gần một chén anh Huy ha. Đúng rồi. Thơm quá anh Huy ơi. Công việc tiếp theo là chúng ta sẽ cho cà rốt nè. Cà rốt vào trước bởi vì đúng cà rồi. Rốt nó lâu chín hơn là đậu đúng cô rồi. Ve. Em đảo đều lên cho anh. Chúng ta sẽ tiếp tục cho đậu cô ve vào quý vị nhé. Em nghĩ là mình nên xào nhanh tay thôi bởi vì nếu mình xào lâu quá nó sẽ mất đi cái màu xanh của đậu cô ve đúng không anh? Đúng rồi, và lúc này là chúng ta phải nêm thêm gia vị cho món ăn này thêm đậm đà. Quý vị nêm khoảng 1 muỗng rưỡi cà phê hạt nêm aji ngon, 1 ít tiêu. Châu xin nhắc lại với quý vị đó là chúng ta sẽ cho cà rốt vào trước đậu que để cho các thực phẩm được chín đều với nhau quý vị nhé. Một điều nữa quý vị cần lưu ý là khi xào món thịt này thì chúng ta xào thịt vừa chín tới thôi để thịt mềm không bị dai, và cà rốt nè và đậu que cũng vừa chín tới để giữ được màu sắc và có độ giòn ăn thật là ngon. Dạ đúng rồi. Khi đậu que và thịt chín rồi chúng ta nhớ cho 1 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo vô nhé, và chúng ta nhớ đảo nhanh tay, tắt bếp nhanh, lúc này thì đảm bảo với quý vị món ăn sẽ được thơm ngon hơn. Rồi em đảo đều lên cho anh. Chúng ta cũng sẽ cho hành lá, ngò rí vô luôn. Đây, anh đã chuẩn bị sẵn sàng một cái dĩa thật là đẹp. Em thấy chưa? Dạ, cà rốt rồi. Thì màu rất là đẹp. Bên cạnh đó thì đậu que màu cũng xanh. Như vậy thì món ăn này rất là hấp dẫn phải không? Em thấy một điều nữa cũng rất là quan trọng đó là mình phải xào và canh lửa làm sao để cho đậu que vẫn còn giữ được cái màu xanh đặc trưng đó anh. Chứ nếu mình xào lâu quá nó sẽ bị ngã sang màu khác đúng không? Đúng rồi, và anh sẽ cho một ít cà rốt lên nè để tăng thêm cái màu hấp dẫn. Chúng ta cũng có thể trang trí một ít ngò lên trên nữa.
rắc một ít tiêu nữa là hoàn tất rồi. Dĩ nhiên là anh cũng không quên phần của mình dâu đây. Dạ, em cảm ơn anh. Nghe mình dâu nhai thì rất là giòn phải không? Đậu que vừa chín tới, giòn, màu sắc còn xanh. Và rất là ngọt. Bởi vì cái nước ngọt ở bên trong đậu á, do mình xào chưa nhiều cho nên là vẫn còn rất là đậm đà bên trong á. Anh Huy biết sao không, thì cũng là những nguyên liệu rất là quen thuộc thôi, là đậu que nè, cà rốt nè, rồi thịt nè. Nhưng mà ngày hôm nay với sự kết hợp thêm với lại sốt mayonnaise aji mayo thì không những nguyên liệu còn giữ được cái màu xanh tươi ngon nè, đậm đà nè, mà còn có thêm vị chua béo hài hòa của sốt mayonnaise aji mayo nữa. Món ngon giao mùa. Còn bây giờ thì chương trình cũng đã kết thúc rồi với phần trình bày rất là đẹp mắt của dĩa đậu que xào với thịt mà anh Huy vừa mới gửi đến cho tất cả chúng ta. Nên Châu thấy là chúng ta chỉ cần có một chai sốt mayonnaise aji mayo ở sẵn ở nhà nè. Khi quý vị đi làm về chỉ cần ghé qua siêu thị mua thịt, mua đậu que, mua cà rốt. Thế là chúng ta đã có ngay một dĩa đồ xào thơm ngon cho cả nhà, đúng không anh Huy? Và quý vị cũng đừng quên thường xuyên liên lạc với chương trình để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn, giúp đem đến cho quý vị những món ăn ngon hơn thông qua hai cách, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam 083 823 7557. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.